cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà bữa nay là ngày 29 tháng 5 là ngày ăn tương á. Thì Thanh có được một anh ở bên Mỹ giấu tên mua ủng hộ cho Thanh là 100 ốc nha, để đem đi cúng 4 ngôi chùa. Thì Thanh cúng anh kêu là cúng Dinh Long Thể số 1, Dinh Long Thể số 2, Dinh Long Thể số 3, Dinh Long số 4. Nhưng mà do là Dinh Long Thể số 4 ở xa thì anh kêu để phía sau. Hai cái số 4 đó là ở Liên Đức Cố Quảng. Bây giờ là Thanh hiện tại là Thanh đang đứng ở Dinh Long Thể số 2, tại do là mình chỗ nào gần mình đi trước cả nhà. Dinh Long Thể số 2 là ở thị trấn Vĩnh Thành Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang á cả nhà. Bây giờ Thanh sẽ đem vô trong Dinh Long Thể số 2 cho Thanh 5 ớt, lúc đó em sắp thêm 5 ớt nữa. Thanh mời con, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh rất là nhiều. Chúc cho anh và gia đình luôn được thành công trong cuộc sống và luôn luôn vui vẻ. Dạ, bây giờ là Thanh mời con chú chị các bạn cùng nhau cùng cúng Thanh nha. Bây giờ mình sẽ xách hàng chục ớt cho Carmen, xách 5 ớt cả nhà. Xách 5 ớt. Một bọc như vậy là 10 ớt. Đây là Dinh Long Thể số 2 nè cả nhà. Mình dạy vô trong đây mình cúng một cái nữa rồi mình đi tiếp cả nhà. Thank you.
rồi cả nhà, thì Thanh cũng vừa mới cúng xong rồi. Thì đây là ở Dinh Long Thể số 2. Bữa nay là ngày rằm á, ngày ăn tương á, thì người ta cũng có đây ăn nhóc chân cả nhà, mà mình không có ăn. Thôi bây giờ mình mời cô chú anh chị các bạn cùng đi ngôi chùa tiếp theo với Thanh nha. Giờ Thanh đi. Cái dinh này hổm Thanh có đem ông bà ba vô đây Thanh thả. Thì hồi nãy là Thanh ở Dinh Long Thể số 2, bây giờ Thanh chạy qua đây huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì bây giờ là Thanh đi lại dinh ông cố, bây giờ là đem 25 ớt nha như trong cúng. Mời cô chú chị các bạn cùng đi với Thanh nha. Chúc cho men sách 5 ớt.
xong bài xong nhất này là bà con ta đi cúng rất là đông luôn cả nhà. Giờ mình đi dạy bên kia để bên kia mình chút xíu đi. Giờ mình cúng xong rồi thì cái bữa hổm mình thả ông bà ở bên đó đó cả nhà, bên cái hồ đó đó. Và bữa nay chưa thấy chắc cái dắt này nắng với mấy ổng không có nổi lên nữa. Thì cả nhà thì bữa nay là hôm nay đi cúng nhang vô chùa vô Duyên Ngọc Thẻ. Thì bữa nay là thanh cúng hai dinh Duyên Ngọc Thẻ số 2 với lại dinh Đức Cố. Thì do là ở hai cái địa điểm ngay thì ở gần mình đi trước, còn hai cái địa điểm ông số 1 số 3 thì ở hơi xa, cho nên chắc chiều hoặc ngày mơ thanh mới đi. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh giáo tên ông Mỹ rất nhiều. Em cảm ơn anh đã mua nhang ủng hộ em và cúng được chùa. Em chúc cho anh và gia đình luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ anh đi về. Video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Để nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh và bạn nhớ bấm like nha. Chúng ta cảm ơn.